Hello, xin chào quý cô chú và anh chị. Ngày hôm nay em lại tiếp tục bàn giao một bộ bàn ghế tài cọc 14 được làm từ chất liệu là gỗ gọi đỏ Pachi cho anh khách ở Kiên Giang. Đây là một vị khách hàng thân thiết và đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em. Anh đã quay lại mua một bộ bàn ghế là bao gồm là 6 món với chất liệu là 100% gỗ gọi đỏ Pachi và thêm một chiếc bàn thờ tài địa cũng là được làm từ chất liệu là gỗ gọi đỏ luôn. Và khi gửi mẫu nè cũng như tư vấn anh cần kẻ thì anh đã lên tới tận showroom ở trên thành phố Hồ Chí Minh để anh xem sản phẩm trực tiếp nè, và cũng như là xem về cái phần chất lượng mẫu mã sản phẩm, cũng có gọi về cho gia đình luôn. Thì chị vợ cũng khá là hài lòng thì đã quyết định là làm hợp đồng và đặt hàng bên em. Và sản phẩm này thì đặt hàng sẽ là tầm 45 ngày. Và trong 45 ngày này thì anh chị cũng rất là hồi hộp, không biết là bộ bàn ghế mình như thế nào. Và khi giao hàng cũng như là xem kiểm tra hàng, khi hoàn thiện hết tất cả thì anh chị rất là hài lòng. Và sau đây là những cái hình ảnh bàn giao bên em. Cô chú anh chị nào mà đang quan tâm về sản phẩm, mình có thắc mắc hay cần em tư vấn, hãy liên hệ thông qua số là 0899 012 392 hoặc có thể đến ngay địa chỉ trực tiếp luôn là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và em cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video ngày hôm nay của em. Chúc mọi người có một buổi tối thật là tốt lành. Tạm biệt.